Taylor, aka Phil Đậu. Tao bắt đầu chỉ huy cuộc chiến là cu, nói mày hiểu. Giờ tao bắt đầu chỉ huy nhưng tao sẽ giết nếu mày hỏi. Nhạc tao là cái ao, nếu như muốn hiểu thì mày nên ngã. Chứ cu rap là cái xích đu, được kích thích đu thì mày nên nghĩ. Mày dơ là từ cái tên rồi, giấu không được cho nên lòi là tỏ hay có là cáo. Gặp phải tao cũng được cho lên nồi. Sắp ai khi tóc tai mày nhìn cứ như con đĩ thế. Trong mắt tao mày đéo là gì, chỉ là con chó mà để thi. Đừng cố gắng mà gào, nghe cái voi cứ như bà lão. Nhớ khi mà tao dạy bảo mày cần phải tránh vì đó là bảo. Tao hiếu chiến và hiếu thắng còn còn tao đâu có thiếu hả? Sao hiếu chiến mà hiếu thắng chỉ bằng bãi cất mà hiếu thả? Thầy đắng thầy rapper câu like mà nhạc không thấy đăng. Nhục nguyên một cục tức thử hỏi mày làm sao thắng đây. Bước đi cũng không dám, vậy thì để tao tập chắc. Mở màn đó cũng là lúc hy vọng nhỏ nhỏ tụi mày tao dập tắt. Việc còn có tao mày lấy tư cách gì xưng tướng khác biệt. Không giống nhau để có con cặc gì tương xứng. Thiệt mày dơ mà còn đòi hỏi, nếu đã ngu thì mày nên hỏi. Hết thời đụng tới tao thì số mày xui chứ làm sao hên nổi. Việc còn có tao mày lấy tư cách gì xưng tướng khác biệt. Không giống nhau để có con cặc gì tương xứng. Thiệt mày dơ mà còn đòi hỏi, nếu đã ngu thì mày nên hỏi. Hết thời đụng tới tao thì số mày xui chứ làm sao hên nổi. Tiện đây là lúc anh muốn nhắn gửi vài đứa. Nhạc tụi mày nóng cứ như nước tiểu mà anh vừa đái. Mà chỉ được đứng ngoài sân tao đâu có cho mày đá. Nó có biết vậy tụi mày không mấy cu, tao đang chửi cha mày đó. Tao đéo có nhảy như bi rê cũng đéo có giờ như con thỏ đấy. Nhảy như là con ếch nhưng mà đảo thì tao có thể đó. Một câu tao nhiều nghĩa ẩn dụ con pha đảo. Đấu với tao muốn nổi hơn tao kiếm cho mấy cái phao đã. Người Việt Nam tao đọc sao thì viết vậy. Rất tao chết chứ đéo ai quan tâm chính tả tao viết vậy. Thế tao công khai ganh tức mày đâm thọt. Mày đéo bao giờ bằng tao đâu, các thằng nhóc đừng dễ trò thăm. Đạo ván bài này tao là ách, còn mày chỉ là con đầm bếp. Nên đừng cố gắng mà thách tao nếu như mày không muốn bị bầm đích. Mấy thằng nhóc đã mời thì ngày hôm nay kinh đảo. Và hiện tại rap Việt lại mở ra, lấy tên tao mà để vào.